Nhu cầu sử dụng laptop kèm theo TV rất là nhiều. Và hôm nay để phục vụ các bác, em sẽ hướng dẫn mọi người cách có thể trình chiếu từ màn hình laptop lên TV của TCL, lên TV của Samsung, lên TV của LG để các bác cùng tham khảo và thực hiện. Không cần phải cắm dây HDMI và cái tín hiệu truyền lên rất là nhanh, tốc độ và vô cùng mượt mà. Hiện tại thì trên thị trường thì không phải hãng nào cũng tích hợp cái công nghệ chung kết trình chiếu nội dung từ màn hình các thiết bị ngoại vi như laptop hay máy tính để bàn lên trên của TV. Và hôm nay thì để mọi người dễ dàng để có thể sử dụng thì em sẽ hướng dẫn để các bác có thể là trình chiếu mà không cần phải cắm dây. Cái việc trang bị laptop hay máy tính để bàn và nội dung để có thể chiếu lên ấy, thì mọi người cần lưu ý là laptop hay máy tính để bàn của mọi người phải chạy hệ điều hành Win 10 trở lên. Các bác lưu ý nhé, để kiểm tra là đã chạy Win 10 hay chưa thì mọi người sẽ truy cập vào màn hình máy tính, sau đó thì vào cái biểu tượng hình máy tính ở trang chủ, sau đó thì chuột phải, mọi người sẽ chọn vào Protect này. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ngay cái hệ điều hành mà máy của mọi người đang dùng. Đấy, tức là gì? Tức là cái yêu cầu là phải chạy hệ điều hành Win 10 trở lên. Còn nếu mà không chạy hệ điều hành Win 10 ấy, thì là sẽ không thể nào mà có thể là thao tác và làm được nhá mọi người nhá. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Win 10 Home này. Đấy, single language nhá. Thì cái việc mà trang bị hệ điều hành Win 10 tức là máy tính của các bác phải được cài hệ điều hành Win 10. Và khi mà cài xong rồi thì rất là đơn giản. TV và laptop của các bác sẽ cần yêu cầu là kết nối chung một mạng Wi-Fi. Ví dụ ở gia đình hay là lớp học hay là ở phòng họp của công ty các bác thì cần bắt chung cho hai cái thiết bị này, bắt chung một mạng Wi-Fi. Trên TV thì bắt mạng Wi-Fi gì thì ở laptop bắt mạng Wi-Fi đó. Và sau khi bắt mạng Wi-Fi rồi thì mọi người sẽ để ý ở góc màn hình ở bên dưới. Bên dưới góc màn hình thì nó sẽ có cái ô bảng điều khiển như vậy. Nếu mà cái nào mà không có nhá, không có nhá, ví dụ nó hiển thị chỉ có 3 ngày thôi thì mọi người phải ấn vào expand nhá, mở rộng nó ra. Đấy, mở rộng ra. Thì tại khu vực này thì nó sẽ ngay lập tức có cái phần gọi là phần collect này. Mọi người ấn vào collect. Đấy, tại mục collect này thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra cái tên của TV nhà các bác, nếu chiếc TV đó được trang bị cái công nghệ trình chiếu nội dung từ laptop hay máy tính lên. Ở đây là ví dụ em đang chọn chiếc TV là TV phòng ăn, nó sẽ báo là collecting do device này đang kết nối với cái thiết bị của mọi người. Thì ngay lập tức này, mọi người nhìn thấy nội dung chưa ạ? Bây giờ em sẽ thử xoay cái chuột ở trên laptop nhé. Đấy, mọi người thấy không ạ? Xoay chuột ở trên laptop, tất cả nội dung. Đấy, ở laptop em trình chiếu làm cái gì thì trên màn hình nó sẽ làm cái đó. Trên TV của LG hay TV của Samsung thì cũng tương tự như vậy. Bây giờ em sẽ di chuyển ra TV của LG và Samsung nhé. Đây là TV tiếp theo, là TV của Samsung này. Tiến hành là kết nối cùng một mạng Wi-Fi. Sẽ chọn mạng Wi-Fi. Hiện tại ở đây em đang chọn mạng Wi-Fi là Samsung. Trên laptop đang chọn cái mạng Wi-Fi tên là Samsung nhé. Thì trên TV Samsung thì em cũng sẽ chọn cái mạng Wi-Fi tên là Samsung. Đây mọi người nhìn này. Đấy, phải bắt chung một mạng Wi-Fi thì mới có thể làm được. Đấy. Đấy, sau đó thì kết nối xong rồi. Đấy, chỉ mất vài giây là kết nối rồi. Thì sẽ tiến hành nhé. Thế này quay trở về màn hình chính này. Ok này, quay trở về màn hình chính này. Trên cái này sẽ có mục để mọi người có thể là đây, ấn vào cái ô dưới cùng, cái ô điều khiển này, giống như ô tin nhắn ấy. Mọi người chọn vào chữ collect. Đấy, collect. Thì ngay lập tức nó sẽ ra cái tên của TV này, Samsung AU7765 TV này. Đấy, bây giờ em sẽ collect nhá. Cái bước nó đơn giản thôi, bởi vì là gì? Đây mọi người cho phép kìa. Đấy, cho phép. Đang kết nối với desktop 60GL6GT chính là cái laptop này của em. Đấy, mọi người chỉ chờ độ khoảng vài giây thôi thì nội dung nó sẽ được trình chiếu lên. Đấy, các bác thấy không ạ? Rất là đơn giản. Đấy. Đấy, rất là đơn giản. Tất cả các thao tác hiện tại trên laptop thì sẽ được trình chiếu lên, không có cắm dây nhé. Và bây giờ sẽ tiếp tục là đến TV của LG. Tiếp theo là TV của LG cũng tiến hành là cho bắt chung một mạng Wi-Fi như trên của laptop. Khi bắt như vậy thì mọi người sẽ
nhớ được cái thao tác. Đấy, bắt buộc là phải bắt chung mạng wifi nhá, nếu mà không bắt chung mạng wifi thì sẽ không thể làm được cái bước này. Và vào phần cài đặt, sau đó thì sẽ di chuyển xuống mục mạng. Đấy, tìm cái mạng giống cái mạng ở trên laptop, kết nối wifi, cài đặt các mạng khác, kết nối wifi này, sau đó chọn xuống Samsung này, điền mật khẩu này. Đấy. Đấy, mọi người chờ chút nhá. Đấy, đã xong rồi, quay trở ra màn hình chính nhá. Và bây giờ trên cái màn hình của laptop này, chọn xuống góc dưới của màn hình này, sau đó chọn vào collect này. Đấy, ngay lập tức nó sẽ ra cái tên của LG đây, mọi người nhìn thấy không ạ, UQ8000. Đấy, bây giờ nó sẽ tiến hành báo này, yêu cầu chia sẻ màn hình lên, ấn chấp nhận, cầm điều khiển ấn OK. Đấy. Đấy, sau khi ấn OK xong thì chờ một chút, nó sẽ chỉnh chiếu nội dung lên. Này các bạn nhìn thấy không ạ, đã lên rồi. Đấy, cách thức là khá là đơn giản thôi, bởi vì các dòng TV hiện tại bây giờ của LG, của Samsung hay của TCL đều sẽ được trang bị cái tính năng này, một trong những tính năng khá là cần thiết đấy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Mọi thông tin mà các bác cần hỗ trợ thì có thể điện về hotline bên em hoặc bình luận bên dưới video. Em sẽ giúp cho mọi người cách hướng dẫn mọi người xử lý vấn đề. Cảm ơn các bác.